Tháng 12 năm 2009, Bệnh viện FV khai trương khu điều trị nội trú mới khang trang, tiền nghi và sang trọng, khai thác hết công suất 220 giường bệnh nội trú. Tháng 12 năm 2011, Bệnh viện FV khánh thành trung tâm khám và điều trị mới khang trang.